Mở đầu phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi là bản tin cho biết là Tổng thống Donald Trump cho rằng phiên tòa xem xét bãi nhiệm sẽ sớm kết thúc. Trong một cuộc gặp gỡ phóng viên tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump nói rằng: "Tôi nghĩ là phiên tòa sẽ diễn ra rất nhanh, đó hoàn toàn là trò đảng phái, trò lừa bịp và tất cả mọi người đều biết rõ." Tuyên bố này đã được đưa ra khi các nghị sĩ Thượng viện vừa tuyên thệ trong vai trò bồi thẩm đoàn để chuẩn bị cho một phiên tòa xem xét bãi nhiệm ông Trump vì cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc hội, bắt đầu vào ngày 21 tháng 1 sắp tới đây. Hạ viện cũng chỉ định 7 nghị sĩ đảng Dân Chủ đóng vai trò công tố viên trong xét xử tại Thượng viện. Sau đó, trong một buổi trả lời phóng viên tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump một lần nữa phủ nhận cáo buộc lạm quyền để gây áp lực chính trị, buộc Ukraine phải điều tra ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ ông Joe Biden và con trai là ông Hunter Biden. Tổng thống Trump sẽ chỉ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng Tổng thống Trump bị phế truất là rất thấp vì Thượng viện hiện nay do đảng Cộng hòa kiểm soát. 53 người trong số 100 thượng nghị sĩ là đảng viên Cộng hòa và không ai tỏ ý muốn phế truất Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.